Cho tớ lên trước.
anh em và nó mang rất rất là nhiều quà đến tặng cho con. Các con có thích không? Dạ. Bây giờ cô sẽ phát quà đến các con nha. Dạ. Các bạn ơi. Dạ. Vậy nè, để nhận quà của cô thì mình phải như thế nào nè?
giờ để xem trong phòng triển lãm tranh có gì. Thì bây giờ các bạn này có thể xem của mình với cô nha, rồi đến đây với cô nha. Yeah.
Cố gắng lên nha. Bây giờ cô sẽ đếm nhanh các bạn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mày cơ mày.